Đây là radio xưa cũ của Bookie. Sách là niềm vui. Xin chào các bạn, mình là Linh, người đồng hành cùng các bạn trong số podcast đặc biệt của Tết năm 2022. Trước tiên, dành cho những bạn chưa biết, các số podcast đặc biệt Tết năm 2022 sẽ là nơi Bookie chúng mình mang đến những câu chuyện, những lời tâm sự vô cùng giá trị về dịp Tết cổ truyền và Tết hiện đại của người Việt. Trong tập này, chúng mình sẽ cùng nhau ngồi lại và lắng nghe những câu chuyện đã qua của năm 2021 nhé. Tất cả bài viết chúng mình đã để link ở phần mô tả, các bạn có thể theo dõi thêm. Bây giờ cùng bắt đầu nội dung tập podcast thôi nào. Ngày cuối cùng của năm, hình ảnh nơi nơi như được chậm lại. Ai cũng cố bắt cho mình những khoảnh khắc cuối trước khi năm mới đến. Có lẽ hình ảnh chợ tàn là thứ khiến mình ấn tượng nhất. Ở đó là những xác cá, vỏ ốc, cành hoa bị dập nằm ngổn ngang, là cái vết tích còn sót lại của sự tấp nập trong phiên chợ cuối năm. Khi thấy nó, cảm xúc của bạn là gì? Còn đối với bạn Tuyết Nhi, khoảnh khắc ấy lại chất chứa một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Chỉ là những thứ còn sót lại nhưng lại có ý nghĩa gì? Hãy cùng mình lắng nghe bài viết Chợ tàn người say ngay bây giờ nhé! Chợ tàn người say. Chiều nay tôi vẫn dạo quanh những con phố, dò xem người ta đã sắm sửa Tết đến đâu. Như một thói quen, cũng là thú vui những ngày giáp Tết. Tôi không phải kiểu người lo bao đồng hay quá bận tâm đến cuộc sống của người khác, càng không phải người suốt ngày bôn ba ngoài phố xem mọi người đang sống thế nào. Nhưng nhìn người chào hỏi nhau cuốn thành một dòng tấp nập, nô nức, sao có thể lẳng lặng bước đi mà không đặt trên môi một nụ cười. Cơn mưa dịu dịu, không khiến ai ướt áo. Như khẽ thì thầm, xuân đã nhẹ bước bên cạnh ta rồi. Nắng vẫn vàng ươm trên mặt đường trải nhựa. Quang cảnh như mới hôm qua, hôm kia thôi. Nhưng không hiểu sao, có phải chỉ có tôi cảm nhận vậy không? Rằng giống như con phố rậm xuân, càng gần trông càng buồn hơn những ngày trước. Không khí cũng dần bớt náo nhiệt đi, trở về là một con đường bình thường. Nhưng trước đây nó vẫn thế. Phải, nó vốn dĩ là như thế. Thanh tĩnh, yên bình, lặng nhìn dòng đời chậm rãi chảy trôi. Chỉ vì vài cái tấp nập giáp Tết mà tôi quên đi mất một sự thật, một nét tính cách của mảnh đất nhỏ bé hiền lành này. Nụ cười dần nhạt rồi tắt. Tôi bâng khuâng nhìn những gì còn sót lại. Phiên chợ Tết vương vãi những xác cá, vỏ ốc, những chùm hoa dập. Chỉ vậy, bóng người không thấy đâu, lác đác vài chiếc xe ngang qua không dừng lại. Trong tôi ẩn hiện hình ảnh những cô hàng rong ý ới gọi nhau, réo hỏi cả tôi, một người qua đường xa lạ. Khúc xuân này về kho thì ngon phải biết. Ngoảnh lại, chỉ còn chiếc thùng rỗng bày trên tấm bạt sờn màu. Người có lẽ đều đã về quê ăn Tết. Chỉ còn đấy một bà cụ già phe phẩy chiếc quạt với mớ hoa còn sót lại. Tết mà quạnh người quá. Mấy cô mấy cậu giờ chỉ thích trưng hoa giả thôi, vừa rẻ vừa không biết tàn. Tôi chạnh lòng, trìu mến nhìn bà và những cây hoa nhỏ như những kỷ vật của quá khứ. Bà ơi, gói cho con mấy bó thược dược này nhé. Bà cụ nhoẻn cười, chiếc răng ngậm trầu non giống nội tôi, đôi tay chẳng chịt những nếp nhăn, cơm từng nhánh lại thành chùm, quần dế báo quanh thân hoa thật tỉ mẩn. Cha, sắp được về nhà ăn Tết rồi. Những đóa thực dược chủ đều khỏi giỏ xe đạp, vươn mình thấm đầy nắng vàng. Những chậu hoa bày bên vệ đường dần vơi, có vài chậu để đấy không người coi giữ, có vài chậu vì không bán được, người vun trồng đập vỡ đi, xen lên luống hoa đem tặng cho một người quen cũ. Đạp chiếc xe chở hoa đi dọc con phố vắng màu, tôi thấy mình như người đưa hương của ký ức. Ký ức của những ngày cận Tết,
mà giờ đã tan thành thứ sương khói nào thật phai. Tôi tiếc, ai lại không tiếc, kể cả khi người ấy không ham mê những náo nhiệt. Cơn gió xuân lướt qua, xuyên qua tấm lòng thời trẻ còn mơn mởn, vô tình bỏ đi mà không bận tâm rằng nó đã để lại một chỗ trống nào. Không phải bởi mọi thứ không đủ vui hay náo nhiệt, chính vì đã quá vui, đã quá náo nhiệt, người ta mới càng hụt hẫng. Tại sao những ngày trước Tết luôn ồn ào như vậy, mà càng dần đến Tết, mọi thứ càng trở nên bình thường, như một cuộc vui trong vánh chưa kịp nâng chén, lễ đã hạ màn. Tôi nghĩ về những ngày vọng. Ngày lễ vọng là những ngày lễ được tổ chức trước ngày lễ chính thức, nhằm tạo sự mong đợi, một tâm thế háo hức cho mọi người. Chính vì vọng nên đặt vào đấy sự mong chờ nhiều đến biết bao. Tôi nhận thấy người ta thường trộn rộn trong những ngày vọng hơn là khi ngày lễ chính thức chạm ngõ. Nghĩa là vào đêm giao thừa khiến người ta vui hơn những ngày mùng 1, mùng 2. Và khoảng thời gian quây quần bên nồi bánh chưng, đợi xuôi nước khiến người ta vui hơn cả lúc pháo đã nổ. Có phải chúng ta chỉ huyên náo những ngày cận kề, để rồi những ngày sau lại trở về bình lặng bên góc nhỏ của bản thân như chưa từng có, chưa từng sẵn sàng cho một cuộc vui, hay tất cả những màu sắc đó đã di cư sang một nơi khác? Tôi vẫn quan niệm niềm vui không tự nhiên sinh ra hay mất đi. Có lẽ những sự cảm nhận ấy đã sai, có lẽ những ấm áp ấy không hề bốc hơi khỏi thành phố này, chỉ là nhất thời lòng người chưa cảm nhận được, chưa nhìn rõ tất cả những diệu kỳ đã diễn ra, tức nó chỉ chuyển hóa sang một hình thức khác. Tôi thấy chợ tàn, nhưng cũng thấy trong nhà đầy ắp những bánh chưng, bánh tét, thịt mỡ. Tôi thấy hoa bên đường trơ trọi, nhưng cũng thấy những chậu hoa mới đón ánh nắng dưới vườn nhà. Thấy một bó thực dược nằm gọn trong lọ, ngắm nắng tỏa. Tôi thấy đường phố vắng lặng, nhưng cũng thấy gia đình đều sum họp yên vui. Lại một cái Tết trong lòng mùa dịch, người ta vẫn hạn chế những buổi tụ tập, ra đường. Lắm khi đi ngang một quán mì cũ, mọi khi gia đình tôi vẫn ăn cùng nhau, thì bác chủ quán ngồi canh quán vắng, không khỏi có chút chạnh lòng. Nhưng rồi bỗng chốc lâng lâng khi thấy cảnh gia đình bác ấy ngồi bên nhau ăn những bát mì nóng hổi. Có lẽ mọi năm vẫn bôn ba tất bật phục vụ khách hàng, gia đình họ chưa thể có những buổi thông thả cùng nhau ngồi lại bên bát mì của chính mình. Lũ bạn tôi vẫn thật lưỡi tiếc rẻ, Tết này lại không đi đâu chơi được rồi. Tôi chỉ cười nhẹ, chẳng phải nhờ vậy mà thời gian ở bên gia đình càng nhiều hơn sao? Dường như nhờ dịch Covid, sự khóa kín và giãn cách về không gian mà tôi nhận ra một sự thật đơn giản. Mình đã lâu rồi chưa ở cùng gia đình nhiều đến vậy. Trước này chưa từng nhận ra quây quần bên người thân lại yên bình, nhẹ lòng đến thế. Tôi không còn bon chen, hỏi han về những buổi tất niên nhà bạn, nhưng về bên mâm cũ nhà mình, đã lâu rồi chưa tự tay vớt một nắm gạo xếp vào lá chuối, gói một chiếc bánh chưng nho nhỏ. Đã lâu rồi chưa thấy khuôn mặt rũ bỏ mọi phiền lo nhọc nhằn của mẹ tươi cười như thế. Hóa ra trước nay tôi vô tình đến vậy, phải nhờ một chút đổi thay mới tự thức tỉnh về sự hờ hững của mình. Người ta vẫn bảo Tết này buồn hơn Tết xưa. Tôi chỉ nghĩ Tết nào cũng là Tết, và Tết thực chất trong lòng mỗi người. Cả Tết này, mấy mươi năm nữa rồi cũng hóa Tết xưa, không phải sao? Có lẽ thứ duy nhất tồn tại là sự khác biệt. Tết này có thể ta sẽ không thấy người người đông đúc nhộn nhịp ngoài phố, không thấy những đại gia đình tụ tập cạn chén trong những quán ăn, không thấy bạn bè rủ nhau karaoke tăng 2, tăng 3. Những ngày chợ Tết đã vãn, có thể ta sẽ không thấy những chậu hoa tươi, không còn gặp gỡ nhiều người mà hỏi han như khi cận Tết. Có thể vì vậy mà ta sẽ buồn, có thể vì vậy mà ta tiếc rẻ. Tôi cũng như vậy, cho đến ngày tôi nhận ra tất cả những màu sắc ấm áp ấy hiện hữu ngay trong gian nhà nhỏ của mình, ngay trong tấm lòng chật chội của mình. Và vì vậy,
tôi biết chúng không hề mất đi. Đã 1 năm 43 dòng đời, Tết chỉ cần được bên gia đình an yên. Một điều gì đó tàn đi là để một điều gì đó khác được sinh ra. Tôi tin trong lòng bạn vốn đã chấm nở những nụ hoa xuân. Đã 1 năm 43 dòng đời, Tết chỉ cần được gia đình an yên. Một điều gì đó tàn đi là để một điều gì đó khác được sinh ra. Tôi tin trong lòng bạn vốn đã chấm nở những nụ hoa xuân. Chỉ còn vài tiếng nữa là chúng ta sẽ bước qua năm 2022. Ngay thời điểm này, mình nghĩ rất thích hợp để chúng ta cùng nhau nhìn lại một năm qua, những điều chúng ta làm được, những điều chúng ta sẽ phải làm trong năm tới. Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, thì hãy lắng nghe bài viết Tự tình cùng bản thân ngày cuối năm của bạn Cao Ngọc Nhạn để có cái nhìn đầu tiên về những điều mà mình sắp tự tình cùng bản thân nha. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể học những bài học đến từ bài viết nữa đây. Bắt đầu thôi nào! Tự tình cùng bản thân ngày cuối năm. Buổi sáng của cuối năm thật yên bình và nhẹ nhàng đến lạ. Ánh sáng đã xuyên qua màn sương mờ ngày cận Tết, khẽ khàng gõ cửa nhà tôi như muốn lưu lại một chút màu của năm cũ và báo hiệu một niềm lành mới mẻ đang đến. Ngày cuối năm, có thật nhiều điều cần chuẩn bị để ta mở cửa cho năm mới sẵn sàng ghé đến. Nhìn thấy nhà cửa, bàn ghế đã được lau dọn sạch sẽ, quần áo gọn gàng, bánh trái đủ đầy, làm lòng tôi lại nôn nao đón Tết. Vào những dịp cuối năm, ta thường dọn dẹp nhà cửa tươm tất, sắm sửa đồ mới nhằm mong cho năm sau được sung túc, an lành. Tâm hồn của ta cũng thế, ta cũng cần quét dọn những chuyện không may, chuyện cũ đã qua để đón chào những niềm vui tốt lành của năm mới. Thế là tôi ngồi vào bàn, lấy một quyển sổ tay tôi hay dùng ra để chuyện trò cùng bản thân về một năm đã qua trước thềm năm mới. Cha, át hẳn sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây. Tôi đã định bụng như thế, và rồi những dòng thư đầu tiên cũng dần hiện rõ giữa những tâm tình đang ngổn ngang nhiều cảm xúc của tôi. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày cuối cùng của năm 2021. Gửi cậu một phiên bản tốt hơn của tớ năm 2022. Tớ viết những dòng này vào dịp giao thừa, ngày cuối cùng trong năm 2021. Năm vừa qua thật là một năm đầy biến động cậu ha. Dù không phải là năm đầu tiên chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid, nhưng dịch bệnh đã làm năm qua chật vật và khốn đốn làm sao. Năm 2021, năm mà mọi người chỉ có thể liên kết với nhau qua màn hình điện thoại. Tớ biết cậu đã cảm thấy khó khăn như thế nào khi bước vào phòng thi đại học, trong khi những kiến thức cậu có được chỉ dừng lại ở việc học online. Bây giờ, khi đã là một sinh viên đại học, bước đầu hiện thực hóa những ước mơ của mình rồi, tôi mới thấy các sĩ tử sinh năm 2003 năm đó và chính mình mới dũng cảm làm sao. Cái nắng như muốn cháy da, cháy thịt của mùa hè vẫn không thể nào sánh nổi với ngọn lửa nhiệt huyết của những thiếu niên năm ấy. Năm 2021, tớ đã được gì và mất gì? Năm qua, át hẳn đã in lên cuộc đời ta những nốt lặng trầm lắng. Có những người đã rời xa ta mãi mãi vì không thể chống chọi lại được với dịch bệnh. Có nhiều gia đình, kinh tế của họ đã đi xuống vì không thể buôn bán, kiếm sống khi mà Covid hoành hành. Rồi thì chỉ thị 15, chỉ thị 16, 17 được ban hành và cuộc sống mỗi người dường như bị đình trệ. Đó là những điều mất mát không ai mong muốn xảy ra. Nhưng nỗi buồn nào để ta yên, nó lườm nguýt và lặng lặng để lại một mớ cảm xúc hỗn độn cho ta sau mỗi đêm ghé thăm mà không hề báo trước. Ấy vậy mà, cậu biết không? Năm 2021, tớ được nhiều hơn là mất. Điều đầu tiên mà tớ có, đó là học được cách chấp nhận. Không giống như những năm về trước, khi có điều gì không như ý sắp đến, tớ sẽ như một em nhím xù lông lên để bảo vệ bản thân. Tớ sẽ ương bướng mà cố chấp, kiểm soát vấn đề ấy để mọi việc diễn ra theo ý muốn của mình. Thế nhưng năm vừa qua,
tớ đã không còn phản ứng với các sự kiện ấy như thế nữa. Tớ đã chọn việc chấp nhận sự việc như đúng bản chất nó đang diễn ra. Tớ chọn cách để mọi thứ xuôi dòng. Việc của tớ là trải nghiệm chúng thật trọn vẹn mà thôi. Năm 2021, tớ thấy biết ơn vì gia đình mình vẫn khỏe mạnh và bình yên giữa những thông tin về số người đã tử vong vì dịch bệnh được phát trên báo đài hàng ngày. Còn điều gì quan trọng hơn là nghe tin gia đình mình vẫn an toàn và mạnh khỏe giữa một xã hội đang biến động, cậu ha. Năm vừa qua đã khiến tớ nhận ra nơi mà sự sống con người trở nên mong manh nhất, nơi ấy cũng có những trái tim phi thường nhất, rằng chỉ sống thôi là chưa đủ, phải sống thật tử tế và yêu thương. Năm 2021 đã có các y bác sĩ, các tình nguyện viên sẵn sàng đứng ra tuyến đầu chống dịch. Đã có một cộng đồng hợp sức dìu dắt nhau qua những chông chênh. Có lẽ năm 2021 không phải là một năm thành công nhất, nhưng với tớ, đây là một năm mà sự tử tế hiện diện và len lỏi trên muôn nẻo đường đi. Năm 2021, năm mà tớ trở về với bản thân nhiều nhất. Tớ có nhiều thời gian lắng nghe chính mình hơn, để mà yêu lấy mình. Có những mối quan hệ đã đi qua đời ta, họ để lại cho ta một bài học về tình yêu thương, rồi đi mất để tự ta hoàn thành bài học đó. Mãi sau này, khi nhận ra điều đó, tớ đã thầm biết ơn những mối quan hệ đã xa, vì họ đã giúp tớ học cách yêu bản thân và cho đi yêu thương đúng cách. Năm 2022, một năm hứa hẹn với những điều mới mẻ và tốt lành. Tớ muốn gửi gắm cho cậu những mong ước mà ta vẫn hoài theo đuổi, rồi cậu sẽ tiếp tục thay tớ hoàn thành nó vào năm sau. Tớ sẽ giữ dùng cậu các em bé, nỗi buồn, trông chênh và vấp của mùa cũ nhé, để cậu có thể yên tâm mà bước tiếp những mùa sau. Chúng vẫn sẽ đến thăm cậu theo chu kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, nên tớ sẽ gửi đến cho cậu các em niềm vui, hạnh phúc và bình an nữa. Hy vọng chúng sẽ giúp cậu bao dung hơn với nỗi buồn nếu một ngày nỗi buồn cao hứng muốn sống chung một nhà với cậu. Thư đã dài rồi, tớ tạm dừng bút tại đây thôi. Tớ muốn cậu biết rằng trên mọi hành trình mà bước chân cậu đi qua đều có tớ dõi theo. Hy vọng cậu sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể giữ gìn những gì mình yêu quý và hãy trân trọng những người yêu thương mình, cậu nha. Mong cậu hãy thật bao dung và dịu dàng với chính mình, vì hơn ai hết, tớ biết rằng chúng ta vẫn là những đứa trẻ đang tập lớn mà thôi. Ôm cậu thật chặt, tái bút, tớ của năm 2021. Viết xong lá thư, tôi nhẹ lê bước ra ngoài vườn, hít một hơi cho căng tràn lồng ngực. Mùi hương đầy nhựa sống khoáng đạt từ cây cỏ mà thiên nhiên trao tặng, rồi thở phào. Có lẽ những giây phút gần kề năm mới, khi đã cởi bỏ bớt lo âu năm cũ, con người ta thường cảm thấy sảng khoái và nhẹ nhõm lạ thường, như tôi đang cảm thấy ngay lúc này đây. Nhìn sang dù khổ qua mà mẹ mới mua ở chợ sáng nay, tôi mỉm cười nhẹ nhẹ mà thầm nghĩ. Năm 2021 có lẽ cũng giống như trái khổ qua vậy. Đằng sau vẻ ngoài sần sùi, mùi vị đắng chát của nó là hậu vị ngọt mát mà chỉ những người sành ăn mới cảm nhận được mà thôi. Nghĩ đến đây, bài thơ bình an của Từ Nguyễn bất ngờ vang vọng trong đầu tôi những ý thơ ngọt lành. Người chúc tôi bình an ư? Có xa xỉ không vậy nhỉ? Trên cuộc đời trăm vạn muôn điều quý, thì bình an như tiên dược cao vời. Sẽ là bình an nếu ta biết chuyển hóa những đau thương của năm cũ thành hy vọng cho năm sau. Sẽ là bình an nếu ta trân trọng những điều nhỏ bé bên cạnh mình. Và sẽ là bình an nếu ta không để thương tổn ngăn cản những điều tốt lành đang tới. Tôi mong rằng khi đi qua những bộn bề đã từng, lòng bạn vẫn sẽ trong veo như những đứa trẻ, mang theo tiên dược bình an mà chào đón năm 2022 thật hân hoan, hạnh phúc và sum vầy bạn nha. Qua bài viết của bạn Cao Ngọc Nhạn, bạn thấy đó, năm mới lại đến,
chúng ta hãy cho phép mình thêm những hy vọng mới, những hạnh phúc mới. Đừng vùi mình vào những tổn thương đã qua và hãy luôn nhớ rằng mọi chuyện đều là lựa chọn của bạn. Chính bạn là người làm chủ cuộc đời mình. Và trong thời điểm này thì kênh podcast Bookie cũng đã nhìn lại một chặng đường vừa qua, một hành trình biết bao cảm xúc, không quá nhiều nhưng đủ để tất cả thành viên có cho mình những bài học mới. Thay mặt Bookie nói chung và team podcast nói riêng, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những bạn thính giả đã luôn đồng hành cùng kênh podcast Bookie, sách là niềm vui trong năm 2021 vừa qua. Bạn biết không, ngay từ những tập đầu tiên, sự hưởng ứng của các bạn đã vượt qua dự tính của chúng mình trước đó. Khi nhìn thấy những cố gắng của toàn team mang lại một sự lan tỏa lớn, chúng mình đã xúc động vô cùng, hạnh phúc biết bao và thầm cảm ơn sự giúp đỡ của các thành viên trong Bookie hàng tháng trời chuẩn bị. Đồng thời cũng không quên cảm ơn vì sự nỗ lực của bản thân. Chính nhờ bước đệm này, chúng mình đã cố gắng sáng tạo ra nhiều sản phẩm thú vị hơn, đa dạng hơn. Nhưng mọi chuyện đâu thể dễ dàng như thế mãi được. Dù cố gắng đến thế thì vẫn có những cái tập podcast bị flop suốt một tuần trời, khiến chúng mình luôn phải đặt câu hỏi nội dung mà chúng mình hướng đến có thật sự mang lại giá trị hay chưa, hay là mảng truyền thông chưa thực sự hiệu quả. Thậm chí có những khoảnh khắc chúng mình cứ ngỡ đã buông xuôi mọi sứ mệnh của mình, nhưng chính các bạn, ngọn lửa khiến trái tim chúng mình luôn âm ỉ cháy. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngoài ra, mình xin tiết lộ một thông tin nhỏ với các bạn nè. Trong tháng 6 năm 2022, team podcast chúng mình sẽ chính thức mở đơn tuyển thành viên đấy. Nếu các bạn muốn trở thành một thành viên của Bookie thì ngay bây giờ, sự chuẩn bị chưa bao giờ là muộn nhé. Nhưng mà khoan, đây là thông tin mật, đừng kể cho leader biết nhé, không thì mình không được phải biếng ngoan đâu. Và trước thềm năm mới, Bookie xin chúc các bạn sẽ có một năm 2022 với tràn đầy niềm vui, bình an, hạnh phúc, thuận lợi và thành công. Cuối cùng, để kết thúc tập podcast hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe một câu chuyện vô cùng cảm động đến từ bạn Gà Khò Khò với tựa đề Bát mì ấm tình người vào đêm giao thừa. Tuy là một bát mì nhưng lại mang đến một sức mạnh to lớn. Vậy điều đặc biệt ở bát mì này là gì? Hãy cùng mình khám phá nhé! Bát mì ấm tình người vào đêm giao thừa. Điều kỳ diệu từ bát mì ấm áp đêm giao thừa của ông chủ quán. Đây là câu chuyện có thật, xảy ra vào ngày 31 tháng 12 tại quán mì Bắc Hải Đình ở Nhật Bản. Đêm giao thừa cùng gia đình, ăn một tô mì là phong tục truyền thống của người Nhật Bản. Vì vậy, đến ngày này, hầu như quán mì nào cũng rất đông khách và đắt hàng. Đêm giao thừa, khi họ chuẩn bị đóng cửa để dọn dẹp cho lễ tất niên của nhà mình, bỗng có một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai cậu con trai bước vào. Đứa lớn chừng khoảng 10 tuổi và đứa nhỏ 6 tuổi. Cả hai đều mặc bộ quần áo giống nhau, còn người phụ nữ kia mặc một chiếc áo khoác cũ kỹ đã lỗi thời. Sau khi xếp cho họ ngồi trước bàn, ông chủ quán chờ đợi. Người phụ nữ rụt rè nói: "Có thể cho chúng tôi một bát mì được không ạ?" Hai đứa bé đứng lặng yên đằng sau mẹ và đưa mắt nhìn chăm chú. Hơi ngạc nhiên nhưng ông vẫn gật đầu và quay vào dặn vợ là một bát thực to hơn bình thường đưa lên cho họ. Bà mẹ con cùng chụp đầu vào ăn, suýt xoa ngon lành. Đứa bé đang ăn ngẩng đầu nhìn mẹ hỏi: "Mẹ ơi, liệu năm sau nhà ta có được ăn như thế này nữa không?" Mẹ nhẹ nhàng nói: "Chúng ta sẽ cùng cố gắng để được như thế nhé." "Ngon quá," đứa lớn nói. Ăn xong họ lễ phép cảm ơn ra về. Ông chủ bà chủ cũng đồng thanh đáp trả: "Cảm ơn quý khách, chúc quý khách năm mới vui vẻ." Một năm qua đi rất nhanh. Lại đến giao thừa sang năm, ba mẹ con líu ríu bước vào như để trốn cái lạnh cắt da bên ngoài. Trông họ tiều tụy hơn, và người mẹ lại xin được phục vụ một bát mì. Ông chủ quán vùng vã rồi bước vào trong dặn bà vợ làm ba bát mì. Bà phúc hậu nói: "Ông ạ, hãy làm một bát như ý họ." Nhưng bà làm để đủ no và ấm lòng cho ba người. Họ ngồi vào chiếc bàn bình dị năm ngoái, ăn rất ngon, vui vẻ dặn dò nhau những việc phải nỗ lực hơn trong năm mới. Ăn xong,
Người mẹ đứng lên cảm ơn và muốn trả thêm tiền cho bát mì đó, nhưng ông bà ân cần từ chối. Vừa được ba mẹ con chị đến đây vào giờ phút giao thừa, và nếu quán chúng tôi là nơi khiến ba mẹ con chị có động lực hơn để cố gắng thì đã là điều thật quý hóa rồi. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, cảm ơn quý khách. Đêm giao thừa năm thứ ba, nhưng đã đến 9 rưỡi tối, hai vợ chồng họ bắt đầu có chút bất an. Đến 10 giờ, nhân viên trong quán đều đã nhận được bao lì xì và ra về. Ông chủ vội vã tháo các tấm bảng trên tường, ghi giá tiền của năm nay là 200 đồng một bát mì, và thay vào đó là giá của năm ngoái, 150 đồng một bát mì. Trên bàn số 2, bà chủ đã đặt lên đó bảng đã đặt chỗ. Dường như ba mẹ con người phụ nữ ấy đợi cho khách rời hết rồi mới bước vào. Đến 22:30, cả ba mẹ con họ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đứa lớn mặc bộ đồng phục, còn đứa em mặc bộ quần áo của anh nên nhìn hơi rộng một chút. Cả hai anh em đều đã lớn hơn rất nhiều. Người mẹ vẫn mặc chiếc áo khoác kẻ caro cũ kỹ và lỗi thời như 2 năm trước. Ba người vừa ăn mì vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hai vợ chồng ông bà chủ đứng ở chỗ nấu ăn nhìn họ vui vẻ, trong lòng cũng vui theo. Tiểu Thuần là con trai cả mày, hôm nay mẹ cảm ơn hai con. Người mẹ nhẹ nhàng nói. Tại sao lại cảm ơn chúng con ạ? Là như thế này, vụ tai nạn của cha các con đã khiến cho 8 người bị thương. Công ty bảo hiểm chỉ bồi thường một phần số tiền này, số còn lại chúng ta phải trả. Mấy năm qua, mỗi tháng chúng ta đều đã phải nộp 50.000 đồng. À, chuyện này thì chúng con biết rõ rồi ạ. Đường lớn trả lời, bà chủ cũng lặng lặng lắng nghe. Lẽ ra phải trả đến tháng 3 năm sau mới hết, nhưng mà năm nay mẹ đã nộp xong rồi. Mẹ, thật vậy sao? Ừ, mẹ nói thật, bởi vì anh cả rất chăm chỉ đi đưa báo, còn Tiểu Thuần thì giúp mẹ đi chợ nấu cơm, khiến cho mẹ có thể an tâm công tác. Công ty của mẹ đã phát cho mẹ một phần thưởng đặc biệt, vì vậy hôm nay mẹ sẽ đem số tiền đó để trả hết phần nợ còn lại rồi. Mẹ, anh trai, thực sự là quá tốt rồi, nhưng mà sau này mẹ hãy cứ để cho Tiểu Thuần nấu cơm nhé. Con cũng muốn tiếp tục đi đưa báo. Tiểu Thuần, cùng cố gắng lên nhé. Mẹ thật sự cảm ơn hai anh em. Tiểu Thuần và con còn có một bí mật mà chưa nói cho mẹ biết. Đó là trường của Tiểu Thuần gửi thư mời phụ huynh đến tham dự một tiết học. Thầy giáo của Tiểu Thuần còn viết một bức thư đặc biệt, nói là bài văn của Tiểu Thuần đã được chọn làm đại diện cho Bắc Hải đi dự thi cuộc thi văn toàn quốc. Con nghe bạn của Tiểu Thuần nói nên mới biết được. Vì vậy, hôm đó con đã thay mặt mẹ đến tham dự ạ. Chuyện này là thật sao? Sau đó thì thế nào? Thầy giáo ra đề bài là nguyện vọng của em là gì? Tiểu Thuần đã viết về bát mì và đã được đọc trước cả lớp ạ. Cha của em bị tai nạn xe, cha mất đi để lại nhiều nợ nần. Vì đã trả nợ, mẹ em đã làm việc quên mình từ sáng đến đêm. Ngay cả việc con hàng ngày đi đưa báo, em cũng viết ra hết. Em còn viết cả vào đêm giao thừa, ba mẹ con cùng ăn chung một bát mì vô cùng ngon. Vì vậy, em biết rằng sau này lớn lên muốn mở một tiệm mì, trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản, và cũng sẽ nói với khách hàng của mình những câu như: cố gắng lên nhé, chúc quý khách hạnh phúc, cảm ơn quý khách như hai bác chủ tiệm ở đây. Đứng sau bếp, hai vợ chồng ông chủ nghe những lời này liền ngồi sụp xuống, lấy khăn lau những giọt nước mắt đang trào ra trên khuôn mặt. Lại một năm nữa trôi qua, đêm giao thừa, 9:30 tối, bà chủ lại đặt biển đã đặt chỗ lên bàn số 2, nhưng ba mẹ con người phụ nữ kia đã không đến. Năm sau nữa, vẫn không thấy ba mẹ con họ xuất hiện. Toàn bộ đồ đạc và bàn ghế đã được thay mới, duy chỉ có bàn số 2 là vẫn thế, được để nguyên như cũ. Rất nhiều ngày 31 tháng 12 qua đi, nhưng chiếc bàn hai vợ chồng chủ quán dành tặng ba vị khách năm nào vẫn luôn còn trống. Và một ngày 31 tháng 12 của rất nhiều năm sau đó, ông bà chủ quán định nói lời cảm ơn cuối năm với mọi người còn đang trong quán, thì tiếng chuông vang lên. Ông ra mở cửa, mọi người nhìn ra theo. Một người phụ nữ sang trọng và hai cậu thanh niên tuấn tú khỏe mạnh bước vào. Dường như quen thuộc, họ tiến đến chiếc bàn kia. Ông chủ khiêm nhường nhắc. Dạ,
Thưa các vị, chỗ này đã được dành cho người khác rồi ạ. Họ xin được ngồi ngay bàn sát bên. Bỗng người phụ nữ ngẩng lên. Xin cho ba chúng tôi một bát mì. Ồ, các vị là... Một trong hai người thanh niên nhìn bà chủ và đáp. Vâng, vào một ngày cuối năm cách đây 14 năm, ba mẹ con cháu đã đến đây gọi một bát mì. Nhận được sự khích lệ của bát mì đó mà cả ba đã có thêm nghị lực để sống tiếp. Cháu đã thi đỗ vào trường y của bệnh viện Kinh Đô. Tháng 4 năm sau, cháu sẽ đến làm việc tại bệnh viện tổng hợp Chắc Hoàng ạ. Còn hôm nay, chúng cháu đến chào hỏi bệnh viện, tiện thể thăm viếng mộ của cha cháu. Em cháu đâu có trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản như hồi mơ ước nữa, mà bây giờ nó đang làm việc ở ngân hàng Kinh Đô. Ước nguyện bấy lâu nay của ba mẹ con cháu là được đến hỏi thăm hai bác và ăn mì bác Hải Đình ạ. Hai vợ chồng ông chủ quán mì vừa nghe vừa gật đầu mà nước mắt chảy ra ướt cả khuôn mặt. Ông chủ tiệm rau ngồi ngay gần cửa ra vào đang ăn liền đốt vội và nói: Này ông bà chủ, hai người làm sao thế? Chuẩn bị hơn 10 năm nay giờ mới được gặp mặt, còn không mau tiếp đãi khách rồi còn chiêu đãi họ đi à? Nhanh lên đi. Bà chủ cuối cùng cũng bừng tỉnh rồi vỗ vào vai ông chủ hàng rau, cười nói: Phải rồi, xin mời, mời ngồi bàn số 2, cho họ ba bát mì nhá. Ông chủ đang ngây người, vội vàng lau nước mắt trả lời: Được, ba bát mì, vâng, có ba bát mì ngay cho quý vị đây. Đây có lẽ là đêm giao thừa đẹp nhất trong cuộc đời ông bà. Đọc xong câu chuyện, chắc hẳn mọi người cũng rơm rớm nước mắt, run run đôi môi. Đó là bát mì nóng, tuy rất bình thường nhưng ấm đượm tình người của hai ông bà chủ quán. Đó là những lời động viên kèm theo những lời chúc mừng năm mới đầy chân thành, khích lệ, thấu cảm và đã đem tới nhiều vui, động lực mạnh mẽ với ba mẹ con. Điều ấy đều xuất phát từ sự quan tâm chân thành và tấm lòng nhân hậu, bao dung. Cái kết của câu chuyện thật ấm áp như bát mì đong đầy yêu thương của vợ chồng chủ quán tốt bụng. Có lẽ hai vợ chồng ông cũng không thể ngờ rằng một câu nói của mình có thể tạo động lực sống to lớn như vậy cho ba mẹ con. Một câu chuyện đầy xúc động. Bạn thấy đấy, ông bà chủ tiệm không có nhiều điều để cho ba mẹ con kia. Họ chỉ cần một chút vật chất và tinh thần thôi cũng đủ làm ba mẹ con cảm thấy tốt hơn. Trong đêm đông lạnh giá, vắng vẻ, tia ánh sáng ấy không hề yếu ớt mà thực sự vô cùng ấm áp, mang lại sự hạnh phúc và ấm êm. Và nội dung tập podcast hôm nay đã hết. Đừng quên số đặc biệt cuối cùng sẽ được phát sóng vào ngày 3 tháng 2 ở nền tảng Spotify và YouTube của Bookie Sách Là Niềm Vui. Nếu bạn muốn chia sẻ cảm xúc, ý kiến gì cho podcast của Bookie, hãy cứ thoải mái chia sẻ với chúng mình bằng cách comment dưới video này nha. Điều đó sẽ giúp Bookie chúng mình có thêm nhiều kinh nghiệm và động lực hơn để ra mắt các tập tiếp theo. Đừng quên thả nút like, share, nhấn subscribe để nhận thêm thông báo về những video bổ ích tiếp theo. Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi kênh podcast trên nền tảng Spotify, chúng mình đã để link ngay dưới phần mô tả. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo. Bye bye! Yeah.